Đà hậu Mai Ngô chia sẻ từ Indonesia, Thiên Ân có thể lọt top 5 Hoa hậu Hòa bình quốc tế. Mai Ngô đánh giá Thiên Ân là một thí sinh mạnh và có khả năng tiến sâu trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2022. Chiều ngày 24 tháng 10, ekip Miss Grand Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam gồm bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung, đạo diễn Hoàng Nhật Nam, các Á hậu Quỳnh Châu, Minh Thư, Mai Ngô đã đáp chuyến bay xuống Indonesia để cổ vũ cho Hoa hậu Thiên Ân. Tại địa điểm diễn ra cuộc thi, Á hậu Mai Ngô đã có những chia sẻ cập nhật về tình hình của Thiên Ân trước đêm chung kết Miss Grand International 2022 sắp sửa diễn ra. Sau khi đáp chuyến bay xuống Indonesia, Mai Ngô và team Miss Grand Việt Nam đã gặp Thiên Ân chưa? Sau khi đáp chuyến bay xuống Indonesia thì Mai Ngô và team vẫn chưa gặp Thiên Ân. Mọi người đang được anh Nam, đạo diễn Hoàng Nhật Nam, phóng viên và chị Dung, bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung dắt đi tour thành phố Jakarta tham quan. Sau đó là dự tiệc. Nhiều khán giả tò mò vì sao Á hậu Hai Tuyết như không có mặt trong chuyến đi. Mai Ngô có thể tiết lộ lý do không? Như đã có lịch trình công việc được sắp xếp từ trước nên rất tiếc trong chuyến đi này không có mặt. Nhưng mà Tuyết Như cũng nhờ Mai gửi lời chúc đến cho Thiên Ân, chúc em có nhiều sức khỏe và thật cháy trong đêm mai. Không sao đâu, dù thiếu Tuyết Như nhưng ở đây mọi người sẽ thay cho Như, hết mình cổ vũ cho Thiên Ân. Tâm trạng lúc này của Mai và mọi người như thế nào? Lúc này Mai đang cảm thấy rất vui vì sau một hành trình dài thì mình được nghỉ ngơi, đi du lịch cùng với team Miss Grand Việt Nam. Cả đoàn đã chuẩn bị những gì để tiếp sức cho Thiên Ân tại đêm chung kết? Mọi người đã chuẩn bị rất nhiều băng rôn, kèn và cờ để cổ vũ hết mình cho Thiên Ân vào đêm mai. Bên cạnh đó, Mai cũng mang theo một món quà nho nhỏ, đó là món cà phê Việt Nam pha với chanh và mật ong để Ân uống tăng năng lượng. Bởi vì Ân rất thích món này, hiện tại Thiên Ân đang ốm, giọng khan và hơi tắc nên mọi người đang rất cố gắng để giữ giọng cho em. Hy vọng sang ngày mai em sẽ khỏe và bùng cháy với năng lượng của mình. Mai dự đoán Thiên Ân sẽ đạt thành tích nào trong đêm chung kết? Theo dõi hành trình Miss Grand International 2022, Mai thấy em ấy thực sự nổi bật và là một thí sinh mạnh trong dàn thí sinh khủng của năm nay. Để dự đoán một cách khiêm tốn thì Mai dự đoán Thiên Ân sẽ lọt top 10, nhưng kết quả sẽ thay đổi nếu đêm chung kết Thiên Ân tiếp tục tỏa sáng và thể hiện skill của mình. Mai hy vọng Thiên Ân sẽ lọt top 5. Ngoài Thiên Ân, Mai Ngô đánh giá đại diện nước nào có khả năng sẽ đăng quang. Mai để ý đến đại diện Thái Lan, Indonesia, Brazil và Venezuela.